Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là bộ hơi. Bộ hơi của dòng xe Mitsubishi Xpander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì bộ hơi nó gồm những gì? Gồm thứ nhất là xét măng này. Đây các bạn nhìn đây, xét măng. Xét măng này con Xpander có 4 máy thì nó sẽ bao gồm 4 cái miếng nhỉ. 1 2 3 4 4 miếng này, đây là bộ xét măng. Và thứ hai đây là piston. Piston. Đấy, piston. Piston cũng sẽ gồm 4 quả. 4 máy, mỗi máy nó sẽ bao gồm có 1 quả piston này. Đấy, của dòng xe Mitsubishi Xpander. Và thứ hai đây là bạc biên. Đây là bạc biên hoặc bạc lót thanh truyền. Thì cái này là một gồm gộp vào với nhau thành bộ hơi của dòng xe Mitsubishi Xpander. Thì thông thường khi mà chúng ta chạy xe, chúng ta lưu thông xe trên đường một thời gian thì anh em phải làm lại hơi. Làm lại hơi của dòng xe Mitsubishi Xpander này thì bắt buộc các bạn phải thay thế cái bộ hơi này. Bộ hơi bao gồm thông thường nhất thì các bạn phải thay những cái này, piston, xét măng và bạc biên. Ba cái chi tiết này bắt buộc các bạn phải thay khi anh em làm lại hơi, đóng lại máy đấy. Đấy, còn khi mà anh em thay thế thì làm sao để phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và thay thế? Thì các bạn nhìn hàng xịn chính hãng thì trên sản phẩm có logo này, piston nó có logo Mitsubishi này. Đó, và đây là cái này là phần sơn cách nhiệt, sơn tắt nhiệt. Và chất lượng nó được nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto về. Đấy, Mitsubishi Moto về. Đấy, và cái xét măng này cũng để đóng rời này, 4 miếng, 4 hộp này. Còn nếu hàng rẻ nó sẽ đóng 1 hộp cho 4 miếng cho cả một xe luôn. Còn nếu mà hàng xịn chính hãng thì thông thường nó sẽ đóng là 4 miếng cho một xe. Tức là mỗi một máy nó sẽ là một miếng như thế này, một quả như thế này. Đấy, thì anh em trong quá trình mà chúng ta thay thế và cần phải thay thế thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi Xpander này.